Kêu mấy đứa nào nghe tối rồi vậy. Ê, nhưng mà phải nướng thêm thịt heo chứ, cậu nói chứ mày kêu nó ăn có một mực thịt gà sao ăn. Trời ơi, cà đã ở trên Mỹ rồi có rồi. Rồi nghe vô luôn trời ơi. Vậy thì xích qua đây nè. Đó. Ngồi ghế này ai mà ngồi cười vậy? Ủa mà thế chứ như vậy. Dạ đi cho. Được rồi. Xích vô che lại á. Tối quá hả? Ngồi đây đi. Chứ giờ sao tối không? Dạ mấy người này á ở trong bóng tối á. Mệt ghê vậy đó. Đừng còn nói xiên nữa. Đứng cho nó khỏe hả? Cho tôi quên đi bao nhiêu mong đẹp biết thôi. Tình yêu đã chết trong tôi. Người đã nắm trên môi. Rồi, là đám cưới ai? Rồi, giờ ai có nói gì thì nói đi. Cảm ơn vợ chồng gia. Nói gì? Chưa 7 giờ sáng mà. Tắt cái đó cho nhỏ với cái này nhiều người quá. Bằng nói giùm nghe đi. Nói giùm nghe. Bằng nói